Thưa quý vị và các bạn, non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ. Đó là lời dạy của Bác Hồ cho phụ nữ Việt Nam. Và biết bao thế hệ phụ nữ đến nay đã làm theo lời Bác, đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần xây dựng đất nước. Và ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn gặp gỡ một người phụ nữ như thế. Trong căn phòng nhỏ, cô Phạm Thị Huyền ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, hàng ngày vẫn cần mẫn chăm sóc, dạy chữ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong suốt 21 năm qua. Đến tuổi đi học, nhưng do gia đình khó khăn, em Nguyễn Hoàng Thắng không có điều kiện đến trường như ba bạn bè cùng trang lứa. Không biết chữ, lại bị khuyết tật, càng khiến Thắng cảm thấy tự ti. May mắn với em khi tìm được lớp học tình thương của cô giáo Phạm Thị Huyền. Sau 5 năm được cô dìu dắt, Thắng được nhận vào Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, quận Thanh Xuân để tiếp tục hành trình chinh phục kiến thức. Cô giáo Huyền cũng dạy cho bọn em biết nhiều điều như dạy toán, dạy văn, và vào những giờ sinh hoạt thì cô có thể dạy chúng em cắm hoa và học vẽ và kể chuyện cho chúng em những điều hay lẽ phải. Với suy nghĩ đem con chữ đến với các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cô giáo Huyền đã mở lớp học tình thương từ năm 1998. Buổi đầu khai giảng chỉ có 6 học sinh, cho tới nay đã có khoảng 150 em trưởng thành từ lớp học giản dị này. Dù vất vả, khó khăn bởi học sinh nhiều độ tuổi, trình độ cũng khác nhau, song cô Huyền không ngừng cố gắng thay đổi cách dạy linh hoạt, làm sao đảm bảo mỗi buổi học dạy được hết học sinh trong lớp. Lớn nhất là cứ các con là ra trường. Các con mà cứ ra trường là học hết lớp 5 là chuyển cho các con lên cấp 2. Các con sang giáo dục thường xuyên cho các con học. Thế là cô giáo là rất là mừng, mà tôi cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm. Bởi vì hạnh phúc của mình là mình đã đào tạo được những học sinh là từ chỗ mù chữ mà lại thành biết chữ. Thế rồi là biết làm văn, biết làm toán, rồi biết học hành. Từ lớp học nhỏ, nhiều em đã hoàn thành học phổ thông, đi học nghề, lao động, đóng góp cho xã hội. Đó chính là niềm vui, động lực hạnh phúc lớn nhất của cô giáo Huyền, cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân, cống hiến cả cuộc đời mình theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì luôn luôn được các cấp bộ hội phụ nữ của quận Thanh Xuân coi trọng và là việc làm thường xuyên, liên tục trong các cấp bộ hội. Ở hội phụ nữ của cơ sở chúng tôi cũng đã có rất nhiều sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động chất lượng, các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu và được đa số cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực và được sự ghi nhận của đánh giá cao của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Và trong thời gian tới thì với chức năng nhiệm vụ của mình thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo để cùng với cơ sở để nhân rộng và triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo Bác. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, cô giáo Phạm Thị Huyền đã thay đổi tương lai cho hàng trăm đứa trẻ nghèo. Có thể nói, cô giáo Huyền xứng đáng là tấm gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.